Ứng cử viên Evelyn Matthei đi bỏ phiếu tin từ Santiago. Ứng cử viên tổng thống Evelyn Matthei đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mà đối thủ của bà ta chắc chắn sẽ là người đắc cử. Ứng cử viên Evelyn Matthei đã không được đa số dân chúng trong nước có cảm tình vì gia đình có liên hệ mật thiết với nhà độc tài quân phiệt Augusto Pinochet và là người của chính phủ tổng thống Sebastián Piñera đã mất sự tin tưởng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Chile, hai nữ ứng cử viên chạy đua trong cuộc bầu cử vòng nhì. Sau khi bỏ phiếu, bà Matthei nói rằng chủ trương của bà ta đặt nền tảng trên giới trung lưu và giới trung lưu là xương sống của quốc gia, cho nên bà ta tin tưởng khi được giới trung lưu ủng hộ sẽ chiến thắng. Đã có một phụ nữ đi bỏ phiếu to tiếng mắng nhiếc ứng cử viên Matthei, cảnh sát đã nhanh chóng đưa người phụ nữ này đi nơi khác.